Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có nhận lời đến xã Mỹ Chánh nha. Ở đây thuộc là xã Mỹ Chánh, gần chợ Mỹ Chánh luôn. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng một cái bộ mẹ con và một con bò cái tơ. Tình trạng là tơ nha anh chị nha. Con tơ này chưa rớt răng luôn anh chị. Bò này thuộc về bò sát nhất. Nên anh chị chúng ta có nhu cầu mua làm bò cái nền thì đây là sự lựa chọn của anh chị luôn nè. Cái tơ nè, ha, sát nhất luôn. Chưa bẻ răng nha anh chị, có nghĩa là nó còn em bé đó. Chân móng nè, chân móng đi đứng thì hoàn thiện nha anh chị nha. Không có móng dài, móng dép gì hết. Ngoại hình thì nói chung là quá đẹp, đầy đạm, dậu yếm tốt. Cấp mình thì thôi khỏi chê rồi, rất là đầy đạm luôn. Còn mẹ con bên đây, mẹ thì tình trạng là đang giữ con 4 tháng rưỡi. Con mẹ phối được 1 tháng 20 ngày anh chị nha. Con nè, thấy con hết biết hết lần không? Anh chị coi vàng xương của con bò con này mới dữ nè. Vàng xương của con bò con này nó muốn bự hơn vàng xương của con bò mẹ luôn anh chị thấy không? Đó, con này là con pháp trụi, có vàng rúng rất là đẹp. Con pháp trụi này thì nói chung là để làm bò nền thì quá là ok anh chị nha. Nè, con là con kem pháp nha. Nó có cái mài sừng. Đây, rất là lực. Còn bộ mẹ con này, con mẹ thì tình trạng con mẹ đẻ lứa đầu nha anh chị. Mẹ lứa đầu. Mẹ cũng bự sát mà đều cũng rút, con bò con nó rút á. Đó. Mẹ cũng bự sát lắm. Mà mẹ là khoảng tầm 1m33. Con bò con nó rút quá lúc. Bò con rất là mát sữa luôn. Bộ mẹ con này thì bây giờ anh chị nếu mà tách bò con ra thì bò con cũng có giá 10 triệu. Hơn 10 triệu rồi. Đó, nằm nhưng mà không tách nhà bán mẹ con để em phân tích cho anh chị nghe. Nào ví dụ giờ tách mẹ con ra. Ví dụ nha. Tách bò con ra thì tính tiền bê thôi cũng đã trên 10 triệu rồi. Con mẹ còn lại nhiêu tiền đâu. Anh chị thấy không? Và báo giá cụ thể cho anh chị luôn. Bộ mẹ con 27 triệu 500. Chốt giá bộ mẹ con là 27 triệu 500. Con mẹ đẻ lứa đầu nha. Mẹ cũng bự sát nha anh chị. Mẹ nó cao ngang ngửa với con bò bên kia. Nó con bò bên kia là một cái tơ. Nè, con bò bô lai xin. Bò rất là mẫu kiểu, rất là đẹp. Con này thì nói về chiều cao là rất là cao to ha. Chân móng nè, móng sò rúng rất là bài bản luôn. Anh chị thấy rúng chèn, rúng dây không? Dậu yếm nè. Con này mà có chữa là phải nằm trên 30 triệu. Con này có chữa là phải nằm trên 30 triệu. Và xin báo giá cụ thể cho anh chị. Con này chốt giá cho anh chị 19 triệu 500. To hơn. Bò này thì đảm bảo nghiêm chỉnh nha anh chị. Bò này chưa có sanh đẻ gì hết nên không có lòi lú gì hết anh chị nha. Đây, anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ em. Bò cái bô lai xin, gốc ba tri nha anh chị nha. Bò này bò gốc, bò nền ở ba tri luôn. À, anh chị thấy không? Qua nè, rất là đẹp. Lông da nhuyễn. Đó, cổ bật gù cao. Con này chốt giá anh chị 19 triệu 500 nha. Anh chị nói chung là con bò, nói chung là tiền nào thì của nấy. Bò đẹp thì phải có giá đẹp. Chứ anh chị bây giờ anh chị kêu mấy con bò mà đẹp mà để cái giá của bò thịt á thì chỉ có mấy con bò đẻ không được thôi nha anh chị nha. Còn bò này là em đang bán cho anh chị với cái giá bò đảm bảo nghiêm chỉnh. Bò chưa đẻ sanh đẻ như con này bao lòi nè. Bò này đẻ rồi thì bao lòi. Mấy con bò này tình trạng là bảo lãnh cho anh chị trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung thì chủ nhà xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho bà con cô bác như quý anh chị luôn. Ở đây kênh của em là bán bò nuôi, bán bò giống, bán bò sinh sản chứ không có bán bò thịt. Nên bà con cô bác cũng như quý anh chị ở gần xa, mấy anh chị mà muốn mua mà bò mà giá rẻ theo cái kiểu mà bò đẹp mà giá mềm á thì chỉ có mấy con bò thịt thôi anh chị. Nói anh chị nào thích thì em cảm ơn, còn anh chị nào buồn thì em chịu. Cái đó là sự thật. Không có ai mà đi bán cái đồ mà chất lượng mà bán với ngang giá thị tiền thịt hết. Nên anh chị hiểu giùm em. Không phải là chủ nhà cho em thêm tiền để mà em nói, nhưng mà cái đó là sự thật. Em bán cái gì cũng vậy, có bảo hành, có bao, có lãnh. Nhưng mà trong cái phạm vi của em, ví dụ em thông báo với anh quý anh chị là bộ mẹ con này em bao lòi bao nhiêu ngày, thời gian bao lâu, anh chị xem thích anh chị mua. Còn bò cái tơ này chưa sanh đẻ thì em không có bao không lãnh, tại vì nó chưa đẻ lứa nào hết sao lòi. Đó. Rồi. Ở đây là cái tơ chưa rớt răng nha anh chị nha. Giống như em bé vậy đó, giống như em bé mà chưa có bẻ răng sữa đó.
anh chị nói anh chị biết rồi, nhiều người ta không hiểu chưa rứt răng là gì. Con bò nó chưa có bẻ răng sữa giống như là con người ta của mình lớn lên tầm 10 tuổi, 7 tuổi là bắt đầu bẻ răng sữa, còn bò này nó chưa có bẻ răng sữa luôn. Nó chưa có thay răng sữa. Rồi anh chị nào xem cảm thấy thích muốn mua ưng thì liên hệ giùm em. Bây giờ em sẽ cập nhật thông tin về chiều cao để cho bà con cô bác anh chị em gần xa chúng ta lựa chọn xem con có vừa cái túi tiền cho mình hay không, có phù hợp với những cái hình ảnh này hay không. Nếu mà cảm thấy thích thì liên hệ ủng hộ em ha. Thước đầu trời đã nhớ bỏ rồi mà. Đây thì chiều cao của từng con bò thì em sẽ cập nhật ngay và liền để cho bà con cô bác như quý anh chị chúng ta xem. Bữa hổm gài á có mấy cái anh ảnh nói gì nè, thằng Út mà nó lên nó nói chuyện hoài mà không có biết mặt mũi nó ở đâu hết trơn, không biết mặt mày nó gần sao. Thì em đây, em Út, em chuyên đi review dùm cho khách hàng mấy con bò cũng như là những cái trang trại nào anh chị muốn bán bò thì anh chị có thể liên hệ với em, quay phim cho anh chị miễn phí, không lấy tiền anh chị ha. Còn bán được bò anh chị muốn cho em nhiêu thì anh chị cho 50, 100 hay là 20, 200 hay 57 triệu gì anh chị cứ chuyển khoản cho em là em nhận hết. Rồi thì đo thử chiều cao cho anh chị nha. Tại nói chơi thôi chứ ai cho nhiêu em nhận nhiêu à. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m34. Còn mẹ bên đây, mẹ bên đây chiều cao tại phía sau khu là 1m36. Và thông báo lại nha, bộ mẹ con này bao lòi lú hí tử cung cho anh chị trong vòng 3 tháng về nuôi. Nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung, em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho anh chị. Còn bò tơ này chưa bẻ răng, nó tơ mà chiều cao nó cỡ này thì chắc có lẽ là anh chị sẽ rất là ưa chuộng mua về làm bò cái nền. Những con bò này giờ bán cho anh chị giá 19.500.000 thì em nói với anh chị bằng ngang ngửa với giá trị tiền thịt của nó thôi. Anh chị nhìn bò nè, nó bò này phải trên 100 đồ, 100 tuột thì giá trị của nó thì bán cũng ngang ngửa giá trị tiền thịt để cho anh chị mua về nuôi. Nhưng mà bò thì anh chị nhìn từ rúng yếm, dậu yếm, chân móng rất là ok, rất là bài bản, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Rồi thì bây giờ cuối cái video em xin chúc những anh, những chị, những cô chú đang xem video của em một ngày tốt lành và những điều tốt đẹp nhất nha. Thân ái kính chào.